cho anh em, nếu mà anh em trước đây thì xem được cái highlight máy và rất ít khi được trải nghiệm những cái bộ máy 100 triệu nào, thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ thử nghiệm trải nghiệm cái bộ máy 100 triệu đang trên bàn ngay bên cạnh mình đây. Và 100 triệu anh em nhìn mọi người thấy 100 triệu và chi tiết linh kiện bên trong ấy, chúng ta sẽ có một con CPU Core i9 1850K ở trong này. Một con card RTX 3080 phiên bản đắt nhất hiện tại, đó là chiếc Arup Waterfox của Gigabyte. Mainboard là Z490 Arup Smarter, 32GB RAM cũng của Gigabyte và SSD 512GB cũng của Gigabyte luôn. Và duy nhất có bộ nguồn ở dưới này thì đó là của SP Hydroger và công suất của nó là 1000W, thì nó đủ cung cấp cho cả cái dàn này, và kể cả tí nữa mình sẽ ép xung thử cái dàn này lên như thế nào. Nhưng mà nếu mà kể ra tất cả các linh kiện từ đầu đến cuối mình vừa kể ra ấy, thì giá của nó chỉ dưới khoảng tầm 65 triệu thôi. Và còn lại hơn 30 triệu chúng ta dành cho cái gì? Dành cho cái hệ thống tản nhiệt nước rất là đẹp, các bạn nhìn thấy ở đây. Chúng ta có toàn bộ các linh kiện được lấy của thương hiệu EK, là thương hiệu tản nhiệt nước cao cấp nhất hiện tại. Và bạn thấy là nước, chúng ta có một cái bơm ở đây và nước đi chảy xuống dưới, đi qua cả màn hình, sau đi lên trên nóc, có một cái rack và 3 khoa học của EK để làm mát, sau đi xuống lại CPU, và nước của CPU lại đi xuống một lần phía sau để lên cái rack ở mặt trước này. Nói chung một tổng diện tích làm mát của cả CPU và card của cái này là 520mm thì phải, có một cái rack 360 bên trên, một cái rack 240 ở bên dưới. Và cái dàn nước này có hai nhiệm vụ, thứ nhất là nó rất là đẹp, các bạn nhìn thấy nó đẹp không? Và thứ hai đó chính là phục vụ cái việc mà làm mát và có cả khả năng là ép xung những chiếc linh kiện bên trong này lên nữa. Tại vì anh em, nếu anh em cũng để ý thì cái việc giới hạn ép xung nó cũng một phần bị ảnh hưởng của nhiệt độ, và khi mà dùng tản nước thì có lẽ mọi thứ nó sẽ được loại bỏ. Và bây giờ trước khi chúng ta thử về cái bài trải nghiệm game ấy, thì mình sẽ dạo qua một vòng về những phương thức setup ban đầu cho các bạn khi mà các bạn dùng những cái bộ máy cao cấp như thế này. Thì đầu tiên bật máy là phải vào BIOS đã. Và Gigabyte cho chúng ta một cái rất là hay, và bây giờ mình sẽ reset máy xong mình sẽ nói. Đây là mình chỉ tính trên phương tiện chơi game nhé, tại vì anh chủ của dàn máy này anh thực hiện chủ yếu là chơi game. Và cái phương thức này mình không khuyến khích các bạn, nếu mà các bạn dùng cho những bạn dàn máy render thường xuyên ấy, dàn render thường xuyên các bạn hãy để cho mình ở mức default hoặc là những cái mức tinh chỉnh bằng tay, nó sẽ ổn định hơn rất nhiều. Còn đây là những cái phương thức nhanh gọn Gigabyte họ đưa cho chúng ta để có thể có một cái mức xung rất là cao khi chơi game. Nếu các bạn chưa biết thì con bộ 1850K này khi mức xung turbo tối đa trên 10 nhân của nó là 4.8 GHz, tức là thấp hơn 100 MHz so với 10900K, và khả năng ép xung của nó cũng kém hơn 10900K khá. Nhưng mà Gigabyte họ cho chúng ta một cái, đó chính là cái A100 Multicore Performance. Thì khi các bạn bật nó lên thì toàn bộ 10 nhân của con 1850K này sẽ chạy ở mức turbo 5.2 GHz, và main sẽ tự động cung cấp cái lượng điện vừa đủ để nó chạy ở cái mức đấy. Và nó sẽ khá là nóng, và các bạn nào mà không có những bộ tản nhiệt đủ tốt ý, thì mình thực sự là không nên bật cái này lên. Ở đây dùng tản nước thì chúng ta mới dùng cái này thôi. Và như vậy chúng ta chỉ cần bật cái, đây là bật mức XMP của RAM lên, xếp trong BIOS, và tí nữa vào anh em sẽ thấy đó chính là mức xung của con 1850K, nó đã được đẩy lên khá là cao. Và tiếp theo khi mình bật trong thử nghiệm CPU Z thì hiện tại mức xung của con 1850K nó đang ghi nhận là 5.2 GHz trên toàn bộ 10 nhân. Và mức VCore thì khá là cao, tại vì đây là mức VCore gần như VCore auto. Và nhiệt độ này, mức xung như này, mức VCore này sẽ gây ra một cái lượng tỏa nhiệt nó khá là lớn. Và hiện tại khi mà CPU chúng ta nó không hoạt động gì, nhiệt độ nó cũng không quá cao, nó rơi vào khoảng tầm là 40 độ, đang không phải là 60 độ, nhưng mà đang lên qua khoảng tầm 40 độ khi mà chưa hoạt động gì. Và tí nữa vào game chúng ta sẽ thử nghiệm sau. Và ngoài ra các chức năng OC, nói chung là auto ở trên main, thì Gigabyte còn cho chúng ta một cái nữa là Arup Engine. Khi mà các bạn nào sử dụng cả màn hình của Gigabyte thì các bạn sẽ dùng được cái này. Thì bình thường ép xung bằng card ấy thì sẽ là đẩy cái mức xung co lên, nhưng mà nếu mà dùng cái Arup Engine thì nó khá là dễ, nó có một cái là auto scan, thì nó sẽ tự động điều chỉnh cái gọi là dò cái mức xung tốt nhất mà cả của các bạn có thể hoạt động được mức ổn định. Và
thời gian dò nó khá là lâu, mức khoảng tầm là 30 phút cơ. Và khi đó mức sung của chúng ta dò được nhé trên con cạc 3080 Auto Quarter Fox này đó chính là 1471 MHz GPU clock và mức sung turbo tối đa là 1876 MHz, tức là cao hơn 30 MHz so với mức mặc định từ bên Gigabyte. Mà mặc định của Gigabyte cũng đã cao hơn rất nhiều so với cả bên NVIDIA rồi. Và bây giờ mới thử nghiệm trong Heaven Benchmark. Và trước đây, đây mình sẽ bật cái Afterburner lên để anh em xem. Trước đây trong một bài thử nghiệm review con 3080 Aorus Xtreme, con mà có cái màn hình LCD ở đây này, thì mức điểm mình đạt được là 253 điểm. Và bây giờ mình sẽ thử nghiệm ở trong cái Heaven Benchmark xem là chúng ta đạt được bao nhiêu điểm. Các bạn thấy xung của CPU đang đạt là 5.2 GHz và cạc đang là 2025, cạc đang nó cạc thì không bao giờ ổn định, xung cạc sẽ lên xuống. Rồi. Nếu các bạn còn nhớ ấy, nó đạt được số điểm là 253 trên một dàn 10.9K và con 3080 ở trên clip review con Aorus. Thì bây giờ cùng với việc mà đẩy xung CPU và đẩy xung cạc, chúng ta đạt được số điểm 268 trên Unison Heaven. Tức là số điểm này còn cao hơn cả trên 3090 hiện mặc định. 3090 hiện mặc định các bạn đạt được khoảng tầm là 261 điểm. Và đây, khi các bạn ép xung con 3080 Aorus Quarter Fox này, các bạn đạt được số điểm cao hơn cả 3090. Tức là bây giờ sức mạnh nó thực sự là rất đỉnh cao ở trên con cạc này. Và bây giờ mình sẽ thử nghiệm ở trên game xem như nào. Và chúng ta mới đến với cái tựa game có thể nói là mặc định bây giờ sát thủ phần cứng mới ra, đó chính là Cyberpunk 2077. Để thử xem là mức, tất cả các mức chúng ta đạt được là như nào khi mà xung cạc và xung GPU đang rất là cao. Đầu tiên thì phần gọi là cấu hình sẽ để mặc định cho chúng ta là Ray Tracing Ultra, tất cả mặc hết đi, không phải lo vì chúng ta đang sở hữu con cạc màn hình cực kỳ mạnh và một con CPU cũng mạnh không kém. Bây giờ vào thử game xem như thế nào. Hiện tại CPU bây giờ đang khoảng tầm là hoạt động khoảng 55% này, nhiệt độ đang khoảng tầm 80-85 độ, tức là cái mức này với tải điện nước thì mình nghĩ là với những con tạp ultra và khí bình thường khó có thể chạy được cái này, trừ khi chúng ta có một thằng tạp nước đủ xịn như nào đây mình hiện tại đây, mượt và không có tình trạng drop FPS. Chúng ta đạt được khoảng tầm là 85 FPS và nhiệt độ của cạc màn hình nó chỉ rơi khoảng tầm 45 độ cạc màn hình và CPU nóng hơn vì CPU không được áp thẳng trực tiếp core vào trong cái phần đồng. Mức FPS vẫn rất là ổn định, rơi khoảng tầm 80 FPS ở cảnh trong nhà. Bây giờ mình đang ra hẳn ngoài khu đô thị đây, chúng ta bị drop xuống khoảng tầm là 75-78 FPS, nói chung vẫn rất là thoải mái. Và khi bật hết tất cả ray tracing lên thực sự là khá là đẹp. Thực sự là Cyberpunk là hình ảnh của họ rất đẹp và chi tiết hiệu ứng đổ bóng ray tracing các bạn có thấy là khá là ổn. Và mức FPS chúng ta đạt được ở ngoài trời khoảng tầm là 70, tức chưa bao giờ nó drop xuống dưới 70 cả. Và nói chung là chơi rất là ngon và thoải mái. Ở đây độ phân giải mình dùng là độ phân giải 2K và 4K có lẽ chúng ta sẽ phải giảm thiết lập xuống một chút, nhưng mà 2K đổ lại thì mọi thứ rất mượt mà. Chúng ta sẽ tất cả max setting có lẽ là không cần quan tâm tới gì lắm tại vì đang dùng 3080 mà sao phải sợ gì. Và đây CPU vẫn đang chạy rất ổn định ở 5.2 GHz, nhìn tôi thỉnh thoảng nhảy lên tầm 90 độ nhưng mà sau lại tụt xuống thôi. Và nói chung là cái mức nhiệt để của 5.2 GHz này thì các bạn nên dùng để chơi game thôi nhá, không nên dùng để render là cháy ấy, nóng quá không chạy đâu. Render chạy mặc định ở 4.8 thôi. Và cạc màn hình chúng ta 41 độ, CPU là 87 độ, cạc đang hoạt động ở 2025 và CPU là 5.2 GHz. Và mọi thứ chúng ta rất là ổn định, rất là đẹp. Shadow Tomb Raider vẫn luôn luôn là một cái tựa game chuẩn dùng để benchmark tại vì nó ăn cả CPU lẫn cả cạc. Khi mà các bạn thấy CPU hoạt động khá là ở mức tầm trung chứ không bị tụt hẳn CPU trong khoảng tầm 15-20% như nhiều game họ cốt chỉ ăn cạc thôi. Mức FPS đang hoạt động 127-128 rất là ổn định để các bạn có thể thoải mái chơi max setting ở cái độ phân giải là 2K. Và mặc dù đã ra được vài năm rồi nhưng mà hình ảnh bây giờ của Shadow Tomb Raider mình thấy vẫn đỉnh, đẹp, chất. Và cuối cùng
khi các bạn dùng được cái bộ máy mà full của Gigabyte hay các cái hãng khác, khi các bạn dùng từ card màn hình đến main đến cả SSD đến cả RAM như này ấy, thì có một cái rất là hay mình sẽ cho các bạn xem, đó là các bạn có thể tùy chỉnh toàn bộ hệ thống chỉ ở một nút ấn. Và ở đây Gigabyte hãy dùng cái là App Center và chỉnh led các bạn dùng qua RGB Fusion, thì các bạn có thể hoàn toàn là đây là chúng ta sẽ có này mainboard này, đây mình để là static mainboard, RAM, card và SSD toàn bộ, chúng ta thích màu gì chúng ta thích màu đỏ này, muốn gì cũng được. Các bạn có thể chỉnh được vài chế độ như là nhấp nháy này, hay là nháy hai lần, hay là nháy nhiều lần, rồi chuyển màu. Nói chung là toàn bộ hệ thống mình đã kết nối tất cả vào trong mainboard và hãy tự động đồng bộ với cả trên mainboard này, nên các bạn có thể hoàn toàn làm mọi thứ với cả nó. Nhưng mà một điểm mình thấy hơi buồn đó chính là mặc dù nhá, mainboard này, card, RAM của mình đều hỗ trợ chế độ là Addressable RGB, tức là các bạn có thể đây nhá, hình bật riêng này, các bạn có thể thấy là toàn bộ đều chạy led cầu vồng rất là đẹp. Nhưng mà khi mình chuyển sang chế độ sync ấy thì chúng ta lại không có chế độ cầu vồng, đấy là chế độ cầu vồng đây nhá. Đây là chế độ cầu vồng này. Digital Way hoàn toàn là trên RAM cũng có, trên card cũng có Digital Way. Nhưng mà khi mình chuyển sang sync thì chúng ta lại mất hết chế độ đấy và chúng ta chỉ có thể chỉnh gọi là kiểu từng màu một thôi. Chứ không nào gọi là chỉnh toàn bộ theo cái kiểu nháy đèn cầu vồng được. Nhưng mà đây thì có lẽ là chức năng của nó thế mà mình không biết nào, không biết là sau này Gigabyte họ có cải thiện được cái khả năng gọi là đồng bộ hóa đèn led cả hệ thống không. Nhưng mà nhìn chung ý, về cái bộ hệ thống 100 triệu này, thưa linh kiện là 65 triệu thôi, còn lại là 33 triệu tiền tảng nước, thì anh em sẽ có được một cái bộ máy, một con 3080 mà sức mạnh của nó hiện tại đang là vượt cả 3090 rồi. Và anh em có một con CPU chạy xung rất là cao, nhiệt độ khá là mát mẻ, có thể là hơi ồn một tí, nếu mà các em là thích yên tĩnh ý, thì có thể để xung CPU ở cái mức 4.8, tức là mức mặc định của Intel. Còn đây mình gọi là để bắt kiệt sức mạnh ý, thì mình sẽ dùng là ở mức 5.2, tức là mức gọi là kia ba cái multi-core performance achievement của họ là bật lên, thì mình để như thế. Còn nếu anh em nào đấy thích yên lặng thì chúng ta để là ở 4.8. Và cả màn hình thì rất là mát, tại vì khi chạy game mình chưa thấy bao giờ có cả màn hình chạy lên trên 50 độ cả. Và nhưng mà anh em nào mà dùng thẳng khí, kể cả những con thẳng tốc đầu như là của con Gigabyte Aorus Extreme ý, nó cũng lên là khoảng tầm là 70 mấy độ cơ, gần 80 độ mà chạy nước, chưa bao giờ lên 50 độ. Nên là nếu anh em nào mà thấy những cái bộ máy này, thích mình review những cái bộ máy to khủng nạc đẹp như này trong tương lai ý, thì đừng quên like và share clip. Còn nếu anh thấy hay hơn nữa thì đừng quên subscribe kênh YouTube Hà Nội Computer để nhận những update mới nhất và những clip về những cái bộ máy khủng như này nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.